Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho Kho Hàng Nhật khí hậu Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Mấy hôm nay bắt đầu lại tăng nhiệt rồi. Hôm nay thời tiết rất là oi bức. Dạo vừa rồi thì tôi lên rất nhiều clip về điều hòa nhưng đa số là các cái điều hòa mới rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên một cái mẫu điều hòa hàng dùng lướt đi nha. Yeah. Thì giá thành của nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chúng ta dễ tiếp cận hơn. Như các bạn đã biết thì Kho hàng Nhật Bùi Huy sẽ bán hàng trưng bày, hàng mua đấu giá, hàng dùng lướt hàng trưng bày và cả hàng mới nguyên thùng đúng ạ thì bên cạnh những cái mẫu mới nguyên thùng giá rẻ thì chúng ta sẽ có những cái mẫu hàng mua đấu giá hàng dùng lướt giá rẻ ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái mẫu điều hòa để chúng ta dùng cho một cái diện tích phòng khoảng tầm 20 22 mét vuông trở lại đấy là một mẫu điều hòa công suất là 14.000 BTU 14.000 rất nhiều khách thích cái công suất này vì đây là công suất này hả? ít khi có mà thì giờ chúng ta phải dùng máy 16.000 mà chúng ta sẽ đến với một mẫu máy 14.000 của Daikin hàng mua đấu giá dùng lướt phân khúc cao cấp nhất của Daikin các bạn ạ giá tôi thấy rất là tốt nó sẽ được tích hợp đầy đủ tất cả những công nghệ hay của Daikin chúng ta sẽ cùng đi xem xem mẫu điều hòa này nó có cái gì hay và giá của nó là bao nhiêu các bạn nhé đầu tiên chúng ta hãy xem về ngoại hình các bạn nhìn này thiết kế của Daikin thì nó luôn là khỏe khoắn cứng cáp nó khỏe từ cái nước nhựa các bạn nhé thường thường thì các cái mẫu điều hòa khác nước nhựa này sẽ là nhựa bóng đấy nhựa bóng thế nhưng mà đai thì nó lại làm nhựa sần cái nhựa sần này chúng ta sẽ rất dễ phân biệt giữa hàng đẹp nguyên bản đấu giá và hàng mông tại vì nếu như mà cái hàng bãi đấy họ mua về mà họ muốn làm đẹp lên đấy thì họ sẽ phải đánh hết cái cái lớp vàng đi như vậy thì họ sẽ đánh hết cái lớp sần đi sẽ thành nhựa bóng các bạn ạ nên các bạn tinh ý các bạn sẽ phát hiện ra ngay còn những cái mẫu mà đẹp nguyên bản như thế này thì cái nhựa của nó vẫn là lớp nhựa sần các bạn nhé ở đây chúng ta thấy là hãng sẽ thiết kế hai cái cửa gió rất là to bên trong này thì sẽ có đảo gió trong nghĩa là đây là một cái hệ thống đảo gió đa chiều để giúp điều tiết cái hướng gió đi khắp phòng đấy nó sẽ kết hợp với lại cái mắt camera các bạn nhìn này cái cái mắt nó nằm sâu bên trong này khi mà chúng ta bắt đầu bật lên nhá thì cái cửa gió này nó sẽ nó sẽ đẩy xuống và nó sẽ lòi cái mắt camera này ra để nó cảm biến thân nhiệt người rồi cảm biến các cái điều kiện phát sinh nhiệt ở trong phòng như vậy nó sẽ điều tiết gió được tốt hơn và nó sẽ vận hành cái chế độ eco ai để làm sao mà nó tiết kiệm được điện nhất và cho chúng ta một cái khí lạnh dễ chịu nhất đấy là hệ thống cảm biến thông minh ở khu vực này chúng ta thấy có một cái biểu tượng như kiểu hai con chim én này này là biểu tượng streamer là công nghệ lọc khí lọc không khí độc quyền bằng công nghệ tĩnh điện của Daikin. Chỉ Daikin mới có công nghệ lọc này thôi. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở cái mẫu điều hòa cao cấp này, các bạn sẽ được hãng họ tích hợp công nghệ lọc không khí vào, lọc bằng công nghệ tĩnh điện các bạn nhé. Nếu chúng ta mà đang dùng một cái máy lọc không khí của Daikin, các bạn sẽ thấy là nó sẽ dùng công nghệ lọc này, lọc streamer, lọc tĩnh điện. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem nhiều hơn về tính năng của nó nhé. Các bạn nhìn thấy nó thiết kế rất là dày tại vì là những cái mẫu mà hàng phun chức năng thì nó phải thiết kế dày như vậy nó mới để được các cái linh kiện để nó làm các cái việc của nó ở đây chúng ta thấy là sẽ được tích hợp công nghệ auto clear tự làm sạch lưới bình thường thì chúng ta sẽ vệ sinh thủ công cái lưới này thế nhưng ở những mẫu cao cấp này nó sẽ làm sạch tự động nó đảm bảo cái việc là cái lưới này nó sẽ luôn sạch thì cái lưu lượng không khí ấy, nó được luân chuyển một cách là thuận tiện nhất và nó sẽ làm lạnh được tốt nhất tiết kiệm điện hơn đó. Thứ hai là nó sẽ được tích hợp công nghệ lọc không khí như tôi nói đấy, streamer đấy. Đấy nó sẽ khử mùi, lọc bụi rất tốt. Thế nhưng nhiều khách hỏi là dùng cái máy này thì không cần phải dùng máy lọc không khí nữa à? Thì nói thật với các bạn là nó không thể thay thế một cái máy lọc không khí chuyên dụng được. Tại vì điều hòa chúng ta có bật quanh năm ngày tháng đâu, đúng không ạ? Nhưng mà lọc không khí chúng ta sẽ bật quanh năm ngày tháng, thế nên là cái máy mỗi một cái máy nó sẽ có tác dụng riêng của nó. Bên nhưng mà bên cạnh đó thì khi chúng ta mà vận hành cái máy này thì nó nếu có cái tính năng lọc không khí ấy, thì nó sẽ cho chất lượng không khí trong lành hơn đấy cái tính năng mà tôi thấy rất là quan trọng không kém đây chính là tính năng kiểm soát độ ẩm tự động ở cái điều hòa tôi thấy đây là một tính năng rất rất quan trọng nhấn mạnh như vậy tại vì uh, chúng ta đã dùng mẫu, các mẫu điều hòa ở Việt Nam chúng ta biết rồi là những mẫu điều hòa ở Việt Nam á thì uh, nó bị khô không khí lạnh của nó rất khô đấy đấy là lý do mà không ai bật chiều nóng bao giờ mặc dù nhà các bạn có thể mua cái điều hòa hai chiều đấy nhưng mà ở cái điều hòa của nhật thì nó khác các bạn nhé không khí lạnh của nó cực kỳ là nhẹ dịu dễ chịu kể cả chiều nóng cũng vậy nó ấm tự nhiên thôi đấy, chứ nó không theo kiểu oi bức không khô rát như là những mẫu điều hòa của việt nam thế nên là chúng ta dùng chúng ta sẽ thấy giá trị của nó khác biệt hoàn toàn đấy là cái tính năng kiểm soát độ ẩm tự động ở những mẫu phun chức năng này nó kiểm soát cực kỳ là tốt luôn làm cho độ ẩm của chúng ta nó luôn ở cái mức mức độ gọi là trung bình để chúng ta tốt cho sức khỏe đặc biệt là nhà của người già hay trẻ nhỏ thì cái hệ hô hấp nó sẽ được đảm bảo Đấy, không bị khô mũi không bị uh, viêm họng cực kỳ là hay luôn các bạn nhé đặc biệt là trẻ sơ sinh thì các bạn yên tâm luôn Đấy, trẻ sơ sinh cái đường hô hấp vẫn còn rất là, là non đó thì uh, rất là nhiều tính năng đây tôi chỉ nói qua một số tính năng chính thôi tính năng cơ bản nhất tính năng nổi trội nhất thôi chứ còn như tôi nói là những mẫu cao cấp nhất của dòng Daikin này hoặc là các cái dòng khác ấy thì nếu như mà chúng ta mà liệt kê hết được tính năng nó ra nó phải hết nửa ngay. các bạn cứ lên website của hãng các bạn xem thông tin vào xem cực kỳ nhiều tính năng hay luôn đó thì chúng ta chỉ nói một số tính năng cơ bản nhất để nó nó tốt cho sức khỏe của chúng ta thôi các bạn nhìn đấy cục lóng của nó siêu to khổng lồ luôn các bạn nhìn này đấy, và rất là cứng cáp nhá rất là cứng cáp trông nó lồi đồng cù đá lắm à, tóm lại ấy, là những cái mẫu hàng à, cao cấp phụ chức năng như này thì nó sẽ cho chúng ta một chất lượng không khí rất là tuyệt vời. Đến một cái thông tin rất là quan trọng đấy là thông tin về giá. Chia sẻ với các bạn một chút thì những mẫu máy điều hòa mà 14 đến 16 000 dòng VIP full chức năng của Daikin như thế này. Khi mà điều hòa mẫu mới ấy, thì giá thành của nó rất là cao. Nó hơn 30 triệu, nó gần 40 triệu cơ. Đấy vì với cái mức giá này chúng ta rất khó tiếp cận đúng không ạ? Thì chúng ta có thể mua những mẫu điều hòa lướt như thế này và giá thành của nó thì rất là hợp lý thì đây là một mẫu điều hòa như tôi nói từ ngay đầu clip là mẫu điều hòa của Daikin hàng mua đấu giá hàng dùng siêu lướt một model cao cấp nhất của Daikin đầu máy của nó là đầu máy 36 tương đương với lại máy khoảng 14.000 ở Việt Nam đó lắp cho phòng khoảng tầm 20 22 mét vuông trở lại phòng càng nhỏ thì nó hoạt động càng hiệu quả không sợ tổ điện mẫu điều hòa này sẽ được không nhật bùi huy bán cho các bạn với mức giá là 16 triệu các bạn nhé các bạn nhìn này đó, tất cả hàng tại kho Nhật Bùi Huy đều có gián giá công khai Các bạn đến mua các bạn sẽ không sợ vấn đề là mập mờ mỗi người một giá đâu Đây các bạn nhìn này 13 triệu, 13 triệu rưỡi Tất cả đều có giá công khai hết Kể cả các bạn đi mua tủ lạnh cũng vậy nên các bạn yên tâm Chúng ta làm việc để mà lâu dài Thì nó phải là những cái gì nó rõ ràng Đúng không ạ? Nên các bạn đến mua hàng ở khoa Nhật Bùi Huy Các bạn hoàn toàn yên tâm Còn rất nhiều các bạn nhé Đây chỉ là một khu vực để những mẫu điều hòa VIP, điều hòa phun chức năng thôi, nó còn rất nhiều các cái khu vực khác, nên các bạn có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với tôi để tư vấn hoặc đến xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Bùi Huy. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip và sau.